bạn thân mến, một mùa hè nhiều niềm vui vừa qua đi, nhường chỗ cho những ngày đầu thu rộn rã tưng bừng với không khí nô nức của ngày tựu trường. Chúng tôi tin rằng mùa tựu trường cũng chính là thời điểm các bậc phụ huynh có khá nhiều mối bận tâm lo lắng, đặc biệt là những ai đang có con nhỏ. Ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng tìm hiểu những tâm tư nguyện vọng của các bậc phụ huynh trong ngày tựu trường quý vị nhé. Mùa tựu trường sắp tới thì cái đầu tiên tôi quan tâm đến việc học của con của tôi. Đó là có một ngôi trường gần với nhà của mình để tiện cho việc đưa đón bé. Thứ hai là tôi muốn trường của con tôi có thật là nhiều cây xanh, mát mẻ. Thứ ba là tôi quan tâm nhất đó là cái tâm của cô giáo trực tiếp dạy cho con của tôi tại lớp. Điều đầu tiên mà tôi quan tâm về cái môi trường học của con là cái chương trình học như thế nào, cái quá trình để cho con nó hòa nhập, hòa đồng như thế nào. Về cái vấn đề thứ hai đó là phát triển về thể chất của con, cái chương trình học có đa dạng hóa nhiều hay không. Và thứ ba là về vấn đề dinh dưỡng của con. Vâng, làm sao để chọn được một ngôi trường mầm non tốt cho con có lẽ là câu hỏi không của riêng ai, vì cha mẹ nào cũng mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho đứa con thân yêu của mình. Hiểu được những tâm tư ấy của các bậc làm cha làm mẹ, chúng tôi, đội ngũ nhân viên, giáo viên tại trường mầm non Phú Đông Lotus xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn một mô hình giáo dục tiên tiến ngay tại trung tâm Đông Bắc Sài Gòn. Tọa lạc trong khu dân cư bán biệt lập cao cấp Hiêm Lam Phú Đông, trường mầm non Phú Đông Lotus có tổng diện tích khuôn viên hơn 3.600 m², được trang bị cơ sở vật chất vượt trội, đẳng cấp, hiện đại, đáp ứng tối đa nhu cầu học tập, vui chơi của con trẻ. Với sứ mệnh kiến tạo công dân toàn cầu, chú trọng 5 giá trị cốt lõi: phát triển tư duy, phát triển ngoại ngữ, xây dựng ý thức với môi trường và cộng đồng xung quanh, phát triển kỹ năng hoạt động nhóm, hùng biện, rèn luyện tác phong, trường mầm non Phú Đông Lotus đích thực là sự lựa chọn tuyệt vời dành cho các em nhỏ. Tại sao quý vị lại lựa chọn chúng tôi? Câu trả lời sẽ có ngay sau đây. Em chào cô. Thưa cô, xin cô hãy chia sẻ đôi nét về tầm quan trọng của giáo dục hệ mầm non đối với các em nhỏ, cũng như là những mong muốn của bản thân cô về một môi trường học tập dành cho các em ở lứa tuổi này là như thế nào ạ? Việc giáo dục trẻ ở lứa tuổi mầm non cực kỳ quan trọng, vì đối với các cháu như là một trang giấy trắng, nếu mà cô vẽ lên màu gì thì nó sẽ ra màu đó. Vì thế, để giúp trẻ phát triển nhân cách, phát triển toàn diện thì chúng ta phải lấy trẻ làm trung tâm. Và với một môi trường cơ sở vật chất đầy đủ hiện đại thì trường mầm non Phú Đông Lotus sẽ là nơi được phụ huynh tin tưởng, tín nhiệm để gửi gắm con em mình. Và đối với các cháu thì trường mầm non Phú Đông Lotus sẽ là một gia đình thứ hai của các cháu. Xin cảm ơn cô. Có 4 lý do để quý vị lựa chọn chúng tôi. Lý do đầu tiên, chúng tôi có đội ngũ giáo viên nhiều năm kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao và đặc biệt là rất yêu trẻ. Chúng tôi có cơ sở vật chất tiên tiến tối ưu với hệ thống 14 lớp học, sân chung, hồ bơi nước ấm, khu vui chơi cát nước, sân bóng đá, phòng đa chức năng, phòng âm nhạc, hệ thống bếp một chiều hiện đại, khu vực văn phòng, phòng đón khách. Thứ ba, chúng tôi áp dụng phương pháp giáo dục theo chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời kết hợp phương pháp giáo dục theo chuẩn quốc tế Montessori. Chắc hẳn là nhiều quý vị đang thắc mắc về phương pháp giáo dục này. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé. Montessori là một phương pháp giáo dục trẻ mầm non bắt nguồn từ Ý, do bác sĩ Maria Montessori nghiên cứu và xây dựng với niềm tin rằng tiềm năng học tập và trưởng thành của bé ở giai đoạn 0 đến 6 tuổi là quan trọng nhất. Phương pháp Montessori nhấn mạnh đến vai trò của tính tự lập, tự do trong khuôn khổ, trong việc hình thành nhân cách trẻ, tôn trọng sự phát triển tâm sinh lý tự nhiên của trẻ, cũng như trang bị cho các em kiến thức khoa học công nghệ tiến bộ và hiện đại. Và cuối cùng, chúng tôi có một mô hình các môn học ngoại khóa vô cùng thú vị và hấp dẫn, giúp trẻ phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần như Anh văn, Taekwondo, thể dục nhịp điệu, đá bóng, yoga, vẽ, v.v.
Đặc biệt, vườn thực nghiệm của chúng tôi có tổng diện tích 200m2, chia thành nhiều khoảng đất riêng dành cho từng lớp trồng rau, chăm sóc và thu hoạch. Thông qua việc theo dõi sự phát triển từng ngày của những luống rau xanh cũng như quá trình tìm hiểu lợi ích của chúng, trẻ sẽ được hòa mình vào thiên nhiên, tiếp nhận những kiến thức về cây cỏ một cách tự nhiên nhất. Chúng tôi tin rằng bên cạnh hiểu được sự cần thiết của việc chăm sóc, bảo vệ rau xanh, trẻ sẽ tự rèn luyện cho mình ý thức bảo vệ môi trường ngay từ khi còn nhỏ. Riêng với bộ môn Anh văn, chúng tôi áp dụng chương trình Jolly Phonics để giảng dạy. Đây là một chương trình dạy Anh ngữ dựa trên phương pháp tổng hợp các kỹ năng và giác quan của trẻ trên nền tảng ngữ âm với 5 nguyên tắc cơ bản. Học sinh học các âm của chữ cái, học cách hình thành chữ cái, học tổ hợp âm, phân biệt âm trong từ và học các từ bất quy tắc. Với 5 kỹ năng này được hình thành, học sinh có thể hình thành khả năng tự đọc và có phát âm chuẩn nhất. Với những lý do trên, chúng tôi tin rằng trường mầm non Phú Đông Lotus chính là sự lựa chọn hoàn hảo của các bậc phụ huynh trên hành trình định hình con đường học vấn cho con em mình. Học ở đây vui lắm, con rất thích học ở đây. Con thích yêu cô và các bạn. Những ánh mắt rạng rỡ niềm vui, những nụ cười hồn nhiên của con trẻ chính là niềm hạnh phúc của tất cả chúng tôi, đội ngũ nhân viên, giáo viên tại trường mầm non Phú Đông Lotus. Trường mầm non Phú Đông Lotus xin chào đón tất cả các em học sinh.